Xuyên không, làm người bình thường mà nhớ tù tiền. Tập 23. Thi Vũ, con vừa rồi nhìn thấy rồi chứ? À, nhìn thấy thư Vũ Hoàng. Thư sinh này là giết hai con yêu vương trong nháy mắt. Hai vị là khách của Lý công tử sao? Chào công tử. Ôi, thật là ngưỡng mộ hai người lại có thể trở thành khách quý của Lý công tử. À, Lý công tử chưa từng mời ta vào nhà, có lẽ là vì ta quá ngốc. À, hai người nhất định phải bảo trọng đó. Chúng ta tất nhiên sẽ nhớ kỹ. À, xin hỏi công tử là muốn đi đâu? Thi Vũ à, không đến mạo muội. À, ta chuẩn bị bắt trước Tây Du Ký đi về phía Tây, vừa cảm ngộ thiên địa vừa truyền bá đạo Tây Du Ký này cho mọi người. Đi chặng đường xa như vậy, tại sao lại không như vậy? Hai chân tiếp xúc mặt đất thì mới có thể khiến cho người ta dễ dàng hòa mình với trời đất. Thật là một người kỳ lạ. Có lẽ hắn ta khác chúng ta không phải là tù tiền, mà là tu đạo. Nani? Hai người ở cửa gặp thư sinh đó sao? Hắn ta vậy mà ngồi ở cửa cả một ngày sao? Tiếc nghĩ cái vị đó chính là người thầy Lý công tử chỉnh sửa Tây Du Ký, thật là một nhân tài. Cái gì cơ? Hắn ta chỉ là một tên mọt sách. Cứ mở miệng hỏi ta làm sao để trường sinh, ta đã giải thích rõ ràng rồi, nhưng hắn ta lại không hiểu chứ. À, con chỉ cảm ơn hai người cho ta thảo dược. Không gian dược thảo. Ồ, ai người làm sao vậy? Đảo trường sinh. Thì ra cái mà tư sinh đó học thiệu Lý công tử là đạo trường sinh, chẳng trách lại lợi hại như vậy. Đây là trữ vật khí không gian của giới tù tiền các người sao? Thật kỳ quá. Lý công tử à, xin hỏi có nhà không? Thấy cửa không đóng nên tự mình đi vào rồi. Hả? Đây. Vòng ngọc không gian. Càng lớn tiền triều đây là chuyển hết cả vốn lý của mình tới rồi. Vận mày mình cũng mang được dược thảo quý giá nhất của lần vận tiền cát. Ô Lâm cầu nương cũng đã tới rồi ư? À, tới đưa thuốc cho Lý công tử. Đây là không sai, đây chính là linh dược cực phẩm. Linh dược cái giới tu tiền chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và cực phẩm. Mà trên cực phẩm thì là linh dược tiền thiền. Trên nữa thì là linh càng tiền thiền thì chỉ có trên trời mới có. Ôi, trong thiên hạ này tế lực có thể nhón một cái lấy ra 16 cây này, e rằng chỉ có đếm đến đầu ngón tay. Cái gì? Sót tới họ ra máu sao? Wow, giống đạo cụ trong trò chơi AMBRG chứ, thật là đẹp quá. Lý công tử à, con ta nữa, ta cũng mang tới một chút tâm ý. Nội tình của kiếm tông chúng ta không so đo với được với càng long, tiền triệu và lần vườn tiền cát. Nhưng linh dược của chúng ta so với, so ra thì cũng không đáng nhắc tới. Ta mang tới một hạt giống, như là tổ sư của ta hồi trẻ lịch lãm ở trong mi cảnh thường cổ, may mắn mà có được. Tổ sư người hoàng trẻ, ít nhất cũng phải nghìn năm rồi chứ nhỉ? Hạt giống này có thể sống lâu như vậy sao? À, ta cũng không biết. À, ta nhớ là lúc nhỏ ta nghịch ngợm phạt ra, nó đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Thú vị. Nó quả thật là còn sống, tuy nhiên hình như là đang ở trong trạng thái giả chết. Thật sự có thể cho ta sao? Ta quả thật là muốn xem thử có thể cứu sống được nó hay không. Ô, Lý công tử không chết là được rồi. Hạt giống không sợ lửa, không sợ nước, sống tới mấy trăm năm. Dù sao thì cũng là người có phong hiệu thần nông. Muốn trông xem ra, thử, xem thử là rốt cuộc là cái gì đây. À, đúng rồi. Các người đã bàn tới nhiều bảo bối như vậy, ta cũng đã chuẩn bị một ít quà đáp lễ nhỏ nhỏ cho các người đây. Quà đáp lễ. Đợi có mỗi giây phút này. Cái cây trà ở sau vườn đã tới lúc thu hoạch, tuy không phải là thứ gì đáng tiền, nhưng là tự trồng tốt xấu gì cũng là tươi đảm bảo hết. Wow, cái túi của mình thôi đã là thanh phẩm rồi.